Bản tình Thanh Hải, Vô Thượng Sư, số 116. Giáo lý chọn lọc, tìm chân sư và chánh đạo. Chỉ khi nào chúng ta thật sự thành tâm thì Thượng Đế mới mang đến cho mình con đường thích hợp nhất. Câu hỏi đây không phải là vị thầy đó tốt hay là không tốt, mà chỉ có một câu hỏi duy nhất, đó là người học trò đó tốt hay không tốt mà thôi. Nếu chúng ta chưa sẵn sàng, nếu chưa thành tâm thật sự tìm kiếm vị tối cao thì chúng ta sẽ gặp những vị thầy đủ mọi đẳng cấp, ngoại trừ vị có đẳng cấp cao nhất. Thành ra câu hỏi là do ở mình. Cho tới khi quý vị biết mình đang thật tình tìm kiếm một vị thầy tối cao. Nếu không, quý vị cũng chỉ kiếm thần thông hay chỉ tò mò muốn biết. Cứ từ từ và tự hỏi lòng mình. Tôi biết chắc chắn quý vị đang đi đúng đường. Nhưng sự chắc chắn của tôi không lợi ích gì nếu đó không phải là sự chắc chắn của quý vị. Nếu quý vị tin, thì tôi nói 100% nhân danh Thượng Đế rằng quý vị đang trên con đường tốt nhất. Nhưng phải là quý vị mới được. Quý vị phải tin tưởng chính mình. Tin vào trực giác của mình, trí huệ của mình, lòng thành của mình. Lúc đó thì sẽ biết nó đúng hay sai. Thấy quả biết cây. Nhiều vấn đề là do tự mình tạo ra. Nếu không có lòng tin vào người này thì chúng ta tìm người khác, miễn sao sung sướng vui vẻ là được. Cứ việc tìm hạnh phúc cho mình, đi khắp mọi nơi chọn hàng nếu muốn. Không khi nào tôi buộc quý vị cái gì. Quý vị làm bất cứ việc gì miễn thấy vui là được. Nhưng trước khi đi thì phải biết chắc là mình đi đâu, và khi đi những chỗ khác hãy quyết định coi chỗ đó có tốt hơn chỗ này hay không, rồi hãy đi. Nếu không, quý vị sẽ phí thời giờ. Thà ngồi đây đi xe đạp lẹ hơn. Nếu quý vị đi lung tung, thì dù có đi máy bay cũng không thành công. Cho nên phải xem coi mình đi đâu, hoặc quyết định coi đi như vậy, đổi hướng như vậy có cần thiết hay là không. Nếu chúng ta đi bộ hoặc đi xe đạp trên con đường này, thì phải mất rất lâu. Có thể chúng ta không còn kiên nhẫn nữa rồi bị mất niềm tin. Nhưng chúng ta phải nhìn xem, hỏi những người qua lại coi đây có phải là đúng hướng hay không. Nếu họ đang đi đúng hướng thì chúng ta biết rằng mình đúng đường. Dù đó là đi xe đạp, xe gắn máy, xe hơi hay máy bay cũng vậy. Đừng đi khắp nơi hoặc chạy chỗ khác chỉ vì quý vị chậm quá, xe quý vị quá chậm. Con đường đúng, thành thử chúng ta chấp nhận điều đó. Cho nên trước khi đi chọn hàng, quý vị cần phải nhìn cẩn thận, vậy thôi. Nếu tất cả mọi người có thể nghiệm tốt và khai ngộ, thì quý vị biết con đường này là được rồi, vô thượng sư này được rồi. Chỉ có phán đoán bằng cách đó thôi. Thấy quả thì biết cây, nếu không thì dựa vào đâu mà xét đoán chứ. Nếu không với tới trái ở trên cây, có thể vì tài quý vị ngắn quá. Không có nghĩa là cây không ra quả. Những người khác ăn và quý vị trông thấy như vậy, quý vị không ăn được bởi không với tới. Đó là lỗi quý vị. Phải cố gắng nhiều hơn hoặc leo lên cây, không thể trách cây được. Nếu người ta ai cũng ăn và quý vị trông thấy người ta đang ăn và có thấy quả ở trên đó, quý vị không ăn được thì không thể nào trách cái cây. Chỉ khi nào không có ai được ăn bao giờ hoặc trên cây không thấy quả nào, chưa bao giờ có người nếm quả ở trên cây và quý vị không thấy người ta ăn thì lúc đó mới nói rằng cây không có trái. Nhưng nếu thấy mọi người ăn thì biết rồi. Nếu không ăn được thì có thể đó là vấn đề ở mình. Phải có lòng thành thì mới có thể ở lại con đường này, bởi vì cám dỗ ngoài kia nhiều lắm. Tôi biết đôi khi quý vị thất bại, nhưng quý vị lại trở về bắt đầu lần nữa. Quý vị có thể đi chọn hàng về tâm linh, nhưng rồi cũng sẽ phải trở về, bởi tôi biết không có con đường nào hay hơn cho quý vị. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi trên thế giới. Nếu có cách nào hay hơn, thì tôi đã thỉnh nó về đây cho quý vị rồi, với một giá cao. Bởi vì tôi đã tiêu hết tiền túi, thời giờ, đi cùng khắp nơi, kiếm một phương pháp khai ngộ hay một vị minh sư. Tôi đã tìm rồi, cố gắng lắm rồi, đã thử qua thiền Zazen, thiền Zen Zen, thiền yoga, làm đủ mọi thứ.
Thậm chí tôi đã ăn ngày một bữa, ngồi hàng giờ mở mắt để khỏi ngủ gật, làm đủ mọi cách. Tôi đã yêu cầu tất cả các vị thánh cho tới khi không còn vị nào nữa để mà cầu. Tôi đã niệm hết tất cả những câu thần chú mà quý vị có thể nói đến, có thể đọc tên hay đã nghe qua. Tôi đã lại lục họ cho tới khi hai đầu gối run rẩy như lá mùa thu. Và tôi đã đi hành hương khắp mọi nơi tìm sự gia trì và khai ngộ. Tôi đã làm hết khả năng của tôi để biết con đường tốt nhất đưa đến giải thoát. Và đây là con đường mà tôi đã chọn, thích hợp cho tất cả mọi người, từ bé tới lớn, trẻ tới già. Nhưng lối này không phải dành cho tất cả mọi người, chắc chắn là như vậy. Dù chúng ta mở cửa cho tất cả, nhưng không phải người nào cũng vô, bởi đây không phải là những cái bên ngoài. Không phải chỉ có giáo lý của tôi cuốn hút, không phải chỉ có bề ngoài của tôi hay cá tính của tôi, mà chính linh hồn của họ đang khát khao, đó mới là quan trọng. Sư phụ kể chuyện lực lượng bảo vệ không thể nghĩ bàn. Một nông dân Ấn Độ mua một con bò và du hành qua ngọn núi cao vì ông dự định sẽ bán con bò này. Họ phải đi qua một khu rừng lớn có rất nhiều sư tử và cọp đói, sẵn sàng cắn xé, ăn thịt người và gia súc. Những nông dân trong vùng khuyên ông nên từ bỏ cuộc hành trình. Giờ này đã quá trễ rồi, chẳng lẽ anh không sợ bị sư tử nuốt à? Người nông dân nói, tôi không sợ, tôi có một minh sư sẽ bảo vệ cho tôi. Tôi phải đi ngày hôm nay, không thể chờ đến sáng mai được. Tôi phải bắt đầu cuộc hành trình ngay bây giờ, vì tôi đã hứa với người khách hàng đang cần có con bò này, không thể chờ đến ngày mai được. Những người nông dân kia không thể ngăn cản ông được nữa, nhưng họ rất lo lắng cho ông. Tuy nhiên, chính ông lại không chút lo sợ. Kéo con bò theo bên cạnh, ông liên tục mặc niệm những hồng danh suốt dọc đường. Sau một lúc, ông bỗng nghe một tiếng gầm khủng khiếp, giống y như là lúc quý vị đang dặn chồng và gầm lên với ông ấy. Mọi người cười. Một con sư tử xuất hiện và bước đi bên cạnh họ. Con sư tử rất muốn ăn thịt con bò, nhưng có điều gì đó ngăn cản nó, nên nó chỉ có thể tiếp tục gầm gừ và đi theo hai nạn nhân tương lai. Người nông phu tiếp tục đi và niệm hồng danh cùng với con bò một bên và con sư tử ở bên kia. Ba người và thú cùng nhau làm bầu bạn dọc đường. Mọi người cười. Nhưng mỗi mạng có một tư tưởng khác nhau. Người nhà nông nghĩ tốt nhất là đến đó gấp và bán con bò liền. Con bò thì nghĩ ông ta lại sắp vớ được mối tốt rồi. Con sư tử thì nghĩ sao mà chán chường quá, có hai miếng mồi ngon ngay trước mắt mà lại không đớp được. Cả ba người và thú mang những tư tưởng khác nhau trong khi cùng đi. Điều lạ lùng là con sư tử không cách nào ăn thịt được con bò hay người nông dân được. Khi gần đến ngôi làng kế cận, người nông dân mừng rỡ khi thấy xuất hiện những căn nhà của các người làng. Trái tim ông rộn rã. Giờ mình đã có thể thấy được người làng, họ chắc chắn sẽ giúp đỡ mình. Ông cảm thấy rất an toàn và có thể nương tựa vào những người này để giữ cho con sư tử không dám đến gần. Vì vậy, tim ông không còn chú tâm đến minh sư nữa. Trong suốt đoạn đường, ông luôn luôn niệm hồng danh và cầu nguyện minh sư giúp đỡ. Nhưng hiện giờ, vì ông đã quên mất minh sư, con sư tử lập tức chồm lên người ông. Lúc đó, ông đang dựa vào những người khác, chứ không nương tựa vào minh sư nữa. Ý tưởng này khiến cho ông đã quên đi minh sư và mừng rỡ khi thấy những người khác. Điều này xảy ra cho hầu hết chúng ta. Khi chúng ta thấy những người bên ngoài, chúng ta cảm thấy an toàn và nghĩ rằng có thể nương tựa vào họ. Hậu quả ngay sau đó là con sư tử tấn công liền và thiếu chút nữa là ông đã chết. Ông liền niệm những hồng danh trở lại và sư tử ngừng lại. Nó không thể tiếp tục tấn công được nữa, cho nên cả ba tiếp tục đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, sau một lúc, họ đã đến ranh giới của khu rừng. Con sư tử biết rằng phía bên kia là thuộc về con người, không dám liều mạng.
Nó bèn bỏ rơi hai mạng kia và quay trở lại khu rừng một cách bực bội. Dẹp, hôm nay làm ăn không khá, chỉ có nước đi về thôi. Mọi người cười. Những hồng danh thật sự rất hùng mạnh. Khi chúng ta có niềm tin nơi minh sư của mình, rất nhiều điều không thể tưởng tượng sẽ xảy ra. Một câu chuyện khác có liên quan đến một vị minh sư. Ngài hiện giờ đã qua đời. Ngài có một đệ tử, theo tôi nghe được thì người này cũng có thể là con trai của ngài, đang làm nghề nuôi gia súc. Một hôm ông ấy mắc bệnh không thể chăm sóc cho đàn gia súc được. Ba tên trộm đến, định ăn cắp gia súc của ông. Chưa kịp đến gần đàn gia súc, chúng đã thấy năm người đàn ông hùng dũng, trông hơi cao lớn hơn người thường, tấn công bằng những cây gậy cầm trong tay. Những tên trộm chậm chân chạy không kịp và bị đánh gần chết. Chúng về nhà và thoa thuốc vào vết thương. Sau khi đỡ hơn, chúng bàn với nhau. Chà, hôm nay thật xui xẻo, ngày mai chúng ta hãy thử lại nữa. Vào lần thứ hai này, chúng cũng lại gặp năm vị đàn ông và lại bị đập gần chết. Chúng hoảng sợ bỏ chạy thật lẹ. Lần thứ ba, chúng vẫn lại bị năm vị này đánh nữa và cũng may là chúng đã tẩu thoát được. Quá sợ hãi, chúng lén đến nhà người chăn bò và rón rén nhìn vào bên trong. Chúng chỉ thấy có một người bệnh và năm người kia không có mặt tại đó. Chúng lẻn vào trong nhà và cạnh bên giường của người đàn ông, chúng thấy bức ảnh của sư phụ ông, cũng là cha của ông. Chúng hết sức kinh ngạc khi thấy bức ảnh. Trời đất, ông là năm người đã đập tụi mình mỗi ngày. Mọi người cười. Năm người đàn ông trông giống hệt như ông ta. Thay vì là năm người khác nhau, năm vị nhìn y như nhau. Quá sợ hãi, chúng bèn vào trong nhà và hỏi người bệnh. Ông đã bệnh bao lâu rồi? Ông ấy trả lời, đã 3-4 ngày rồi. Tôi phải nghỉ trên giường và không chăm nom gia súc được. Ba kẻ trộm mới hỏi ông, vậy người này là ai? Ông trả lời, ngài là minh sư của tôi. Chúng lại hỏi tiếp, ông ta là loại người như thế nào? Ngài là đấng toàn năng, trên cả sinh và tử, có mặt khắp mọi nơi và có hàng tỷ tỷ hóa thần. Mọi người cười. Rồi những tên trộm thật hết sức kinh sợ và đã hiểu được vì sao có năm vị nhìn giống y như nhau. Chúng quỳ xuống và khai tội. Chúng tôi thật sự quá vô minh. Trong mấy ngày qua chúng tôi đã cố hết sức ăn trộm gia súc của anh, nhưng bị năm vị hóa thân của thầy anh đánh cho gần chết. Bây giờ chúng tôi không biết phải làm sao. Dường như trong thân thể chúng tôi có cái gì không ổn. Chúng tôi cảm thấy như là đã mang một chứng bệnh trầm kha, không thể chữa khỏi. Người chăn bò mới nói với họ, không sao đâu, quý vị không thể trộm bất cứ thứ gì của tôi được, chỉ cần thành tâm sám hối với thầy của tôi và ra về. Ba kẻ trộm mới thật sự bình phục và sau đó đã thọ tâm ấn. Đây là một câu chuyện có thật, chỉ mới xảy ra hơn 10 năm trước. Sư phụ kể tại Tây Hồ Formosa vào ngày 24 tháng 9 năm 1988, nguyên văn tiếng Trung Hoa. Quan điểm, đổi tính di truyền, Thượng Đế cho hay sao? Gần đây, nhiều chuyện khủng khiếp trong khoa học đã xảy ra như cuộc thí nghiệm pha giống người với giống vật. Kết quả là nửa người nửa thú, có khi nửa người nửa cá. Chuyện này có thể làm được. Ngày nay, con người quá ư văn minh về khoa học, đôi khi họ cũng có thể làm như vậy vì những mục đích sai lầm hay những tư tưởng lầm lẫn mà họ tưởng là đúng. Mang tiếng nghiên cứu về khoa học, đôi lúc con người cũng làm nhiều chuyện điên khùng. Giả sử như với yếu tố di truyền, DNA và đủ mọi thứ, họ có thể tạo ra một con người từ một cái xác hoặc giữ yếu tố di truyền của quý vị rồi làm thành một người nữa giống như quý vị, rủi mình có chết, không có ai hưởng thụ gia tài hoặc là một người giống y như quý vị mà quý vị không hề biết. Bây giờ tôi không biết họ còn đang làm chuyện gì nữa. Cho nên, cách tốt nhất đối với chuyện này là bảo vệ chính mình bằng lực lượng bên trong. Đó là điều tốt nhất.
Nếu không thì tôi không biết nói làm sao. Thế gian quá nhiều chuyện điên khùng, như là chuyện nhiễm độc, ô uế và đủ mọi thứ chuyện khác. Ai ở trong thân thể? Vâng, thưa sư phụ, gần đây con người bắt đầu làm chuyện cloning, tái hóa, dùng yếu tố di truyền để tạo ra một người hay một vật giống y nhau. Đứa con trai của con hỏi rằng, như vậy thì linh hồn sẽ như thế nào khi một người được sinh ra bằng phương pháp này? Sư phụ, cái đó thì quý vị phải hỏi mấy người khoa học gia. Tôi không clone người, cho nên tôi đâu có biết. Khán giả cười. Tôi không xen bậy vào công việc của Thượng Đế. Họ chỉ muốn tính chất di truyền đó tiếp nối, nhưng họ chưa có thành công. Chúng ta không biết những chuyện gì đang xảy ra. Sau này, khi những người làm clone thành công, thì quý vị có thể hỏi những người clone. Sư phụ và mọi người cười. Cũng giống như có hai người sinh đôi, hai người giống nhau, hoặc thêm một đứa nữa qua sự hữu tinh nhân tạo. Linh hồn nào muốn vô ở trong bộ quần áo xác thịt đó thì họ vô. Có rất nhiều linh hồn đang quanh quẩn, kể cả ma nữa. Còn tùy người nào muốn sống trong thân thể đó, điều này sẽ làm thay đổi ít nhiều cá tính thoạt đầu. Đôi khi một thân thể có tới 2 hay 3 linh hồn hoặc nhân vật khác nhau sống ở trong đó. Họ có thể là ma hay những linh hồn đã lìa khỏi xác, hoặc họ là những người cùng vào một lúc, rồi họ dành nhau một thân thể hoặc ráng sống chung. Bởi vậy, đôi khi có người thấy kỳ cục. Có ngày họ hay, có ngày họ dở, hoặc là có hai người yêu cùng lúc. Nếu quý vị có hai người yêu, thì hãy coi chừng. Sư phụ và mọi người cười. Có thể quý vị đang nghe hai con ma, chứ không phải nghe chính mình. Chúng ta không phải là thân thể. Bây giờ quý vị đã học được rất nhiều thứ về khoa học, đã biết rằng con người có thể lấy đi yếu tố di truyền của một người này làm thành một người khác. Chưa kể bị chính phủ ngăn cản, họ đã gần làm được một người rồi. Thí dụ, nếu quý vị đã có một đứa bé và muốn một đứa nữa trông giống y như đứa kia, rủi nó chết hay sao đó, quý vị có thể để dành một chút chất di truyền từ đứa kia, rồi bảo tồn nó ở một nơi nào đó. Sau này họ có thể là một bản sao của chất di truyền đó giống y như vậy. Quý vị có nghe ai nói chưa? Mọi người, dạ có. Họ làm giống như những gì xảy ra tự nhiên trong trường hợp sinh đôi hay sinh năm. Chỉ có một quả trứng và một cái bào thai, sau đó nó chia làm 2 hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5, hoặc 6. Nào, thử hỏi có bao nhiêu linh hồn ở trong đó? Đáng lẽ chỉ có một linh hồn cho một người, sau đó vì lỗi lầm gì đó, nó chia ra làm 6. Bây giờ thử nói coi có phải 6 linh hồn vào trong đó không? Đúng không? Thật ra không có linh hồn nào cả. Quyền lực, vạn năng, linh hồn của vũ trụ nhận bất kỳ công cụ nào có sẵn và dùng nó. Cái đó chúng ta gọi là một cá nhân. Một chuyện giống vậy có lẽ bây giờ đã có thật. Giả sử quý vị có một em bé, nhưng muốn có thêm một đứa nữa cũng thông minh như vậy. Rủi đứa con duy nhất này chết đi, quý vị gửi chất di truyền này vào một nơi nào đó trong một cái máy. Phản ứng hóa học gì đó xảy ra. Rồi quý vị được một đứa bé khác giống y như đứa đã chết. Cho nên, bình thường đáng lẽ có một người, bây giờ thành một người nữa giống hệt người đã chết. Nhưng thật ra chỉ có một. Linh hồn là riêng biệt với thể xác, riêng biệt với lý trí, riêng biệt với những gì mà chúng ta thu thập mỗi ngày. Chúng ta chỉ chứng kiến những gì đang xảy ra trong các công cụ này. Cho nên đừng có dại, nghĩ rằng mình bị ràng buộc, mình là cái này cái kia, người này người nọ. Quý vị luôn luôn tự do, không bao giờ hiện hữu. Nói như vậy có nghĩa là quý vị chưa bao giờ hiện hữu bên trong bất kỳ thân thể nào hay bên trong một công cụ nào. Chúng ta chỉ làm chứng, chỉ đứng quanh quẩn xem người tên Balema hay Thanh Hải làm công chuyện. Thế là chúng ta cho mình là người đó, tưởng mình là người đó. Tôi hiểu rõ rằng quý vị và tôi là một, không có người
và cũng không có ta, chỉ là những dụng cụ khác nhau mà chúng ta đang xem. Nhưng tôi không thể giải thích cái này được. Bây giờ tôi ráng. Quý vị có hiểu chút nào không? Mọi người, dạ. Cũng vậy. Trong trường hợp sinh đôi, đáng lẽ chỉ có một người thôi, thì chúng ta nói nó là một linh hồn. Như vậy thì linh hồn kia ở đâu, hoặc người kia từ đâu tới? Chỉ vì có thêm một công cụ khác ở đó, chúng ta nói là một người khác nữa được sinh ra, một linh hồn khác được sinh ra. Hoàn toàn không có chuyện đó. Chúng ta, quý vị và tôi, nối liền với toàn thể, và toàn thể đó đang nhìn mỗi công cụ làm việc. Có thể toàn thể ấy cũng có là một chút qua mỗi công cụ, có thể không? Chỉ có não bộ đang làm việc, linh hồn không cần phải làm gì cả. Điện là một luồng, nhưng nó có những hình thù khác nhau và những độ sáng khác nhau. Đó là vì công cụ. Nếu không, luồng điện cũng chỉ là một, không cần phải thèm muốn của nhau. Nói cố gắng, điện của anh khác với điện của tôi. Dù sáng hay mờ, nó cũng cùng một luồng điện. Linh hồn phải có là bởi vì phải có những tác dụng, nhiệm vụ khác nhau để mà có nhiều loại khác nhau. Điện không nên lo lắng nếu bóng đèn bị cháy. Nếu cái bóng này không còn nữa, như vậy không có nghĩa là điện bị chết, mà chỉ là cái bóng bị chết, nó bị hư, tiêu tùng. Điện không có lo chuyện đó. Có lẽ nó sẽ đi tìm một cái bóng khác để sáng nữa. Nhưng vấn đề của chúng ta là ở chỗ đó. Lúc nào cũng lo mình chết, lo mình không thành công, lo mình đói hay bị cái này cái kia. Rồi chúng ta kéo nhau vào cuộc chơi này, vào cùng một sự u minh, cùng đau khổ với nhau. Master Thanh Hải, vô thượng sư khai thị tại Austin, Texas, Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 8 năm 1994. Nguyên văn tiếng Anh. Bản tin số 116.